Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Bộ đội biên phòng Quảng Bình kêu gọi tàu thuyền tránh trụ bão số 3. Quảng Bình hơn 3.000 khách quốc tế tham gia tour du lịch zip line khám phá hang động. Cảng hàng không Đồng Hới đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khai thác. Phóng sự duy trì và phát triển làng nghề truyền thống Tân An. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cho nước cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 2014-2016 cho 67 đồng chí là nguồn cán bộ quân sự cơ sở được tuyển chọn từ các địa phương. Đại tá Châu Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dự. Trong thời gian đào tạo, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu hệ thống kiến thức khoa học cơ bản chung như chính trị, pháp luật, thể thao quân sự, ngoại ngữ, tin học, kiến thức cơ sở ngành quân sự như nhà nước và quản lý nhà nước, tâm lý, công tác đảng, công tác chính trị và các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hệ thống kiến thức tổng hợp về chuyên môn quân sự. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cơ sở, đồng thời phối hợp với các lực lượng xử lý mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Châu Tiến Dũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị cũng như công tác đảm bảo để lớp được tổ chức đúng kế hoạch. Đồng thời yêu cầu cả đội ngũ giáo viên, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao nhất cho công tác huấn luyện, đào tạo, đảm bảo hoàn thành tốt nội dung chương trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác theo dõi và phối hợp cùng các địa phương, gia đình của các chủ tàu và thuyền trưởng thông báo cho cả phương tiện về nơi tránh trụ bão an toàn. Đến 14 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 2014, trong tổng số 3.871 tàu với 16.326 ngư dân đánh bắt hải sản trên biển, thì chỉ còn 235 tàu và 2.038 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó có 66 tàu với 787 ngư dân đánh bắt ở khu vực biển Hoàng Sa, 25 tàu và 226 ngư dân đang hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ, 158 tàu và 991 ngư dân đang đánh bắt ở vùng đánh cá chung và vùng biển gần bờ biển tỉnh Quảng Bình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã và đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì cả kịp trực chỉ huy, tăng cường lực lượng và phương tiện thường trực cơ động tại các đơn vị, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đối với các đồn biên phòng tuyến biển, tiếp tục theo dõi, tổng kê, kiểm điểm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với địa phương, gia đình của các chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi của bão để chủ động tìm nơi tránh trú bão an toàn.
Trong các ngày từ 23 tháng 8 đến 24 tháng 9 năm 2014, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu, bơi lội và cứu đuối. Tham gia các lớp tập huấn có gần 300 học viên là các thuyền trưởng, thuyền viên thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha Kẻ Bàng. Các học viên đã được truyền đạt 10 nội dung chính như cứu đuối, sơ cứu nạn nhân bị bất tỉnh, chảy máu, bỏng, điện giật, xử lý khi có nạn nhân bị gãy xương và các kiểu băng cơ bản. Đây là những kiến thức và kỹ năng quan trọng giúp học viên kịp thời ứng phó khi gặp một số tình huống tai nạn xảy ra trong cộng đồng dân cư, cũng như trong quá trình làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan Phong Nha Kẻ Bàng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cũng vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh tổ chức tập huấn sử dụng bộ tranh lật cho tình nguyện viên, giáo viên tiểu học trong vùng dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn. Tham dự lớp tập huấn có 20 tình nguyện viên, giáo viên cả trường tiểu học Hiền Ninh, tiểu học Long Đài, tiểu học Vĩnh Ninh và cán bộ Hội chữ thập đỏ xã Hiền Ninh và Vĩnh Ninh. Quảng Ninh là một trong những huyện của tỉnh Quảng Bình phải chịu hậu quả nặng nề bởi khối lượng bom mìn rơi xuống trong chiến tranh và khối lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao kỹ năng phương pháp truyền thông và sử dụng bộ tranh lật tuyên truyền phòng tránh bom mìn để tuyên truyền hướng dẫn học sinh, phụ huynh và nhân dân cách phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về bom mìn tại địa phương. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh vừa phối hợp với công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình tặng học bổng an sinh giáo dục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã đến thăm và tặng quà cho các con của anh Lưu Đức Thuần ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Vợ chồng anh Thuần có 6 người con, trong đó 3 người con bị bệnh và mất. Hiện tại 1 người con đang bị suy thận nặng và 2 người con đang theo học tại các trường đại học. Trong đợt này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã trao 25 suất học bổng mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho các em ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi. Hôm qua ngày 14 tháng 9, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Quảng Trạch đã tổ chức gặp mặt nạn nhân chất độc da cam dioxin Vương Thị Quyên trước khi em lên đường đi du học theo chương trình đào tạo nữ tài năng trẻ của trường đại học Nim Kathai tại Ấn Độ. Vương Thị Quyên là con gái ông Vương Quốc Tuấn, thương binh hạng 4/4 ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, bằng nghị lực, em Quyên đã vươn lên trong học tập và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Hiện tại, Vương Thị Quyên đã tốt nghiệp trung cấp tin học trường đại học Quảng Bình với chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và tin học đạt trình độ B. Vừa qua, trong buổi trả lời phỏng vấn đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Quyên được nhận tại trường học bổng khóa học 2014-2017 tại trường đại học Nim Ấn Độ với chuyên ngành đào tạo cử nhân công nghệ thông tin liên lạc. Em chỉ đóng học phí 20 triệu đồng một năm và theo kế hoạch, ngày 16 tháng 9 năm 2014, Quyên sẽ lên đường du học tại Ấn Độ. Để động viên tinh thần, tại buổi gặp mặt, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội khuyến học, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi của tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Trạch đã trao tặng Vương Thị Quyên 6 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, đoàn thanh niên và đại diện chính quyền xã Quảng Xuân đã có món quà nhỏ tặng em trước lúc chia tay. Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn giao thông vừa có công văn số 120/BA-TGT về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đang có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, tình hình giao thông đường thủy nội địa vẫn diễn biến phức tạp, vẫn có tình trạng bến đò hoạt động không có giấy phép mở bến, phương tiện vận chuyển hành khách không đăng ký đăng kiểm. Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trước trong và sau thời gian mưa bão năm 2014, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đề nghị các đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện một số công việc sau. 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông đường thủy nội địa. Thực hiện tổ cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, ra soát lại tất cả các bến đò chở khách ngang sông trên địa bàn, đình chỉ hoạt động các bến không có giấy phép mở bến, phương tiện vận chuyển hành khách không đăng ký đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Tăng cường công tác quản lý đối với các bến đò chở khách ngang sông, kể cả bến đò phát sinh trong mùa mưa lũ. Các thuyền đò của các cá nhân trên địa bàn, khi xảy ra lũ lụt hoặc thời tiết xấu, yêu cầu chính quyền địa phương các cấp cử cán bộ có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các bến đò để đề phòng và ngăn chặn các tai nạn có thể xảy ra. Gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương,
nếu để xảy ra tai nạn đường thủy trên địa bàn quản lý do bến hoặc phương tiện chở khách không đủ các điều kiện an toàn theo quy định. 3. Các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra kiểm tra đối với các bến khách ngang sông, phương tiện thủy chở khách, người điều khiển phương tiện, các thuyền du lịch, nhà hàng nổi, phát hiện, xử lý và đình chỉ hoạt động nếu như không đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra phao tiêu, hệ thống thông tin tín hiệu, báo hiệu đường thủy nội địa, luồng lạch, các bến khai thác cát sỏi, tập kết vật liệu, điều kiện đảm bảo an toàn các công trình thi công trên các tuyến sông quản lý. 4. Ủy ban nhân dân và Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sông Quảng Bình, Hội chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan yêu cầu các thuyền viên, người điều khiển phương tiện phải khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia các lớp đào tạo để cấp bằng chứng chỉ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch, cứu sinh, cứu hỏa, cứu đắm và sơ cứu y tế theo đúng pháp luật. Tổ chức đăng ký đăng kiểm cho phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn. Kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, làm thủ tục cấp phép hoạt động cho các bến và phương tiện chưa được cấp phép hoạt động. Yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Hết nội dung công văn. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình hơn 3.000 khách quốc tế tham gia tour du lịch Zip Line khám phá hang động. Cảng hàng không đồng khởi đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khai thác. Phóng sự duy trì và phát triển làng nghề truyền thống Tân An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch, phá vỡ tính chất mùa vụ trong hoạt động du lịch để đáp ứng ngay càng cao nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã đầu tư gần 7 tỷ đồng và đưa vào sử dụng loại hình dịch vụ du lịch mới, đu dây trên không zip line tại tuyến du lịch sông chảy hang tối của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Từ tháng 8 năm 2014 đến nay, tour du lịch này đã đón trên 3.000 lượt khách quốc tế. Khi đến với tuyến du lịch sông chảy hang tối, du khách đam mê khám phá mạo hiểm sẽ được đu dây zip line trên không 400m để vào khám phá hang tối. Sau khi hoàn thành hành trình khám phá hang tối, du khách sẽ được tham gia các trò chơi đu dây zip line tắm sông chảy. Từ tháng 8 năm 2014 đến nay, tour du lịch này đã đón trên 3.000 lượt khách quốc tế. Hầu hết du khách quốc tế khi đến với tour du lịch này đều rất hài lòng vì những dịch vụ mạo hiểm và mới lạ. Đây là dịch vụ du lịch mới đánh dấu bước đột phá trong việc đa dạng hóa các loại hình du lịch nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Đây cũng chính là bước khởi đầu cho sự phát triển của các mô hình du lịch tầm cỡ trong tương lai của Quảng Bình. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và đảm bảo yêu cầu về mọi mặt trong hoạt động khai thác, thời gian qua, cảng hàng không Đồng Hới đã chủ trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật ngày một đồng bộ và hiện đại. Cảng hàng không Đồng Hới đã triển khai thực hiện dự án quan trọng, đó là đầu tư hệ thống hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn hiệu hàng không. Đến nay, hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn hiệu hàng không đã hoàn thành bay hiệu chuẩn, sẵn sàng đưa vào khai thác. Cùng với đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng đang triển khai đầu tư tại cảng hàng không Đồng Hới hệ thống quan trắc khí tượng tự động AVOVKS, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014 này. Được đánh giá là một trong 8 cảng hàng không có hệ thống kết cấu hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất trên toàn quốc và là một trong 3 cảng hàng không có đường tuần tra an ninh tốt nhất cả nước hiện nay. Cảng hàng không Đồng Hới đang phát huy những điều kiện thuận lợi để ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác, trong đó sẽ tiến hành làm việc với cảng hàng không Việt Nam Airlines để tăng cường tần suất chuyến bay và kêu gọi sự hợp tác của một số hãng hàng không giá rẻ để tăng thêm tính cạnh tranh, hạn chế tình trạng kinh doanh độc quyền, chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ nhân viên một cách chuyên nghiệp nhất, góp phần xây dựng thương hiệu và nâng tầm cho cảng hàng không Đồng Hới. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua Công ty Điện lực Quảng Bình đã triển khai tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán lẻ đến tận từng hộ dân, đảm bảo cho người dân vùng nông thôn miền núi được hưởng giá điện chung do chính phủ quy định cùng các chính sách và dịch vụ khác. Tính đến tháng 8 năm 2014, Công ty Điện lực Quảng Bình tiếp nhận được 10 trên 13 xã với khối lượng đường dây hạ áp là 202,5 km. Và trên 17.150 khách hàng gồm các xã Quảng Châu, Cành Hòa, Quảng Kim, Quảng Minh, Quảng Liên, Châu Hòa, Lý Trạch, Hồng Thủy, An Thủy, Sen Thủy. Tại các xã được tiếp nhận, người dân được hưởng chính sách giảm điện
theo quy định của chính phủ. Công ty Điện lực Quảng Bình cũng đã triển khai sửa chữa các vị trí lưới điện chưa đảm bảo an toàn nhằm hạn chế các sự cố xảy ra, đồng thời dùng vốn xây dựng cơ bản để thực hiện cải tạo, đầu tư nhiều tuyến mới, thay thế các đường dây không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện lưới, góp phần nâng cao chất lượng điện năng lưới điện hạ áp nông thôn và giảm tổn thất điện năng. Từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Quảng Bình hơn 77 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp là 37,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, huyện Quảng Ninh đã tiến hành xây mới, nâng cấp và sửa chữa 65 công trình trường học, bê tông hóa gần 67 km đường giao thông, kiên cố hóa 15 km kênh mương, xây dựng nâng cấp 15 chợ và 12 công trình nước sinh hoạt tại các địa phương trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh ngày càng hiệu quả. Hiện tại huyện Quảng Ninh đã có một xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, một xã đạt 15 tiêu chí, hai xã đạt 12 tiêu chí và ba xã đạt 11 tiêu chí. Theo kế hoạch, trong năm nay, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh sẽ về đích xã nông thôn mới, hai xã Hàm Ninh và Vĩnh Ninh sẽ đạt xã nông thôn mới vào năm 2015. Những xã còn lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020, huyện Quảng Ninh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối tháng 9 này, huyện Lệ Thủy có 3 xã, đó là Lộc Thủy, Liên Thủy và Phong Thủy sẽ hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã Lộc Thủy, Liên Thủy và Phong Thủy của huyện Lệ Thủy đang khẩn trương tích cực thực hiện xây dựng nhà văn hóa và hệ thống đường giao thông nông thôn. Đây là hai tiêu chí còn lại mà ba xã ở trên đang triển khai xây dựng để đảm bảo hoàn thành 19 tiêu chí, phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có 3 xã đạt 15 tiêu chí, gồm An Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy và 2 xã đạt 14 tiêu chí, gồm Tân Thủy, Sơn Thủy. Các xã đã đạt 14 và 15 tiêu chí, đang khẩn trương tích cực triển khai hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ trên 74 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay với chính quyền cho công tác xây dựng nông thôn mới như hiến đất, tài sản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí của các xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên và tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, làng nghề truyền thống Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã hình thành từ bao đời nay. Qua thời gian với nhiều khó khăn thử thách, nhưng người dân trong làng vẫn quyết tâm duy trì và phát triển nghề bùn bánh truyền thống. Làng Tân An hiện có trên 300 hộ gia đình sinh sống. Hầu hết các gia đình ở đây đều theo nghề truyền thống làm bún và bánh các loại như bánh đa đen, bánh tráng, mè sát, vân vân. Với người dân làng Tân An, đây là nghề cha truyền con nối, là nét đặc trưng thể hiện văn hóa lao động sản xuất của người dân vùng ven sông Danh. Bởi vậy, mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng người dân ở đây vẫn quyết tâm gắn bó thủy chung với nghề. Khó khăn ở cái đất Tân An này thì vào chợ nước sông, từ những hộ gia đình nông dân thì phải vay vốn của ngân hàng để mà mua máy móc để làm. Phần nữa là một số là hội viên thì lại trở là họ từ trắng bằng nghề thủ công, cho nên là tiêu thụ thì còn đang hơi vất vả. Giờ cái đất này là đang khó khăn, cho nên là cũng như cấp trên thì cũng hỗ trợ cho những hội viên nông dân làm nghề truyền thống này thì một số vốn nào đó để nhất định để cho họ tăng thêm thu nhập cho gia đình. Trước đây, người làng Tân An làm bún, bánh chủ yếu bằng thủ công. Nhưng bây giờ, hầu như các gia đình đã chuyển sang làm bằng máy, ít tốn nhân lực mà chất lượng vẫn giữ nguyên và có thể tăng sản lượng theo nhu cầu thị trường. Vì vậy, trước đây, sản phẩm làm ra chỉ tiêu thụ nội tỉnh, nay đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhờ vậy, từ nghề truyền thống này, làng Tân An không chỉ mang lại cuộc sống ổn định cho các hộ trực tiếp sản xuất, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Để phát triển cái làng nghề này càng tụ đó thì vừa qua thì như ủy ban cùng những hội nông dân thì đã hỗ trợ một phần kinh phí cho các cái gia đình đã mua máy móc và cũng đang tiến hành là xây dựng được cái thương hiệu làng nghề là để cho nông dân để tiêu thụ được những cái sản phẩm chân thuần lời hơn, yên tâm để mà phát triển. Trên thực tế, làng nghề và các ngành nghề truyền thống đã đồng hành cùng người dân trong công cuộc mưu sinh.
Nó không chỉ là hoạt động sản xuất hàng hóa đơn thuần, mà còn là tài sản văn hóa vô giá. Nếu được đầu tư thỏa đáng, tìm được hướng đi thích hợp, các làng nghề không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của ông cha xưa. Bởi vậy, để làng nghề truyền thống Tân An nói riêng và các làng nghề truyền thống nói chung phát triển bền vững, các ngành chức năng nên có chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, tăng cường xúc tiến, kết hợp với các công ty du lịch nhằm quảng bá, mở các tour tham quan du lịch vào các làng nghề để xây dựng thương hiệu, tạo chỗ đứng ổn định trên thị trường cho sản phẩm. Bên cạnh đó, cũng cần hỗ trợ người dân xây dựng mô hình, chuyển giao khoa học công nghệ, tập huấn đào tạo nhân lực và tư vấn cho các làng nghề, đồng thời liên hệ với doanh nghiệp và ngân hàng hỗ trợ vốn cho người dân. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão cơn bơ, cơn bão số 3. Hồi 16 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10, cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 102,4 độ Kinh Đông trên khu vực vùng núi Tây Bắc, Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Trung Bộ nối với cơn bão số 3, nên thời tiết trong 24 giờ tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đây là một cơn bão mạnh.